Thưa quý vị, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phát triển mô hình trồng khóm, xen canh, cao, dừa, lúa bệ đạt chuẩn hữu cơ, gắn với phát triển sản phẩm OCOP và du lịch sinh thái tại huyện Gò Quao và Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Đây là nội dung dự án cấp tỉnh được Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang chú trọng tổ chức, hội đồng tuyển chọn đơn vị, triển khai thực hiện. Dọc theo các tuyến đường trên địa bàn xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, chúng ta ấn tượng trước những liếp khóm ngăn thành ô được điểm xiết bởi màu xanh mướt. Màu xanh của những liếp lúa được trồng quanh mương khóm. Bà con nơi đây quen gọi là lúa bệ. Theo bà con, trước đây nông dân trong xã chỉ tập trung làm rẫy khóm, các bờ bao xung quanh thường để trống, cỏ năng mọc um tùm. Năm 2018, được sự vận động chính quyền, nông dân hợp tác xã sản xuất khóm tôm Vĩnh Phước A bắt tay triển khai mô hình sản xuất đa canh tổng hợp khóm tôm lúa. Kết quả mang lại hiệu quả cao trên cùng một diện tích và trở thành mô hình sinh thái đặc trưng huyện Gò Quao. Rồi còn cái vụ mà mình khi mình thu hoạch lúa xong á, cái mình gốc rạ nó rủ xuống, cái mình đè nó xuống, cái mình thả cho mình nuôi xuống. Cho nó có cái chất tảo mình nuôi xuống ăn, mình lấy cái tiền số đó mình cung cho khóm mình phân nè, mình khỏi mất công tốn tiền nhà. Trừ xe phí này kia đồ, riêng gia đình của tôi đất nó ít, có 2 hecta thì cũng năm kiếm được 200 ngoài 300 triệu được. Có khi nào mà khóm nó rẻ thì cũng trăm mấy. Thì đời sống cũng được. Nhưng mà sao tụi con qua đó được ta? Tương tự mô hình kinh tế 3 tầng sinh thái khóm cao dừa. Khóm cũng được đánh giá là độc đáo, mang lại hiệu quả cao cho nông dân ở Cù Lao Tắc Cậu. Những năm qua, các mô hình này đã giúp nông dân có thêm việc làm, nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích, nhiều hộ dân thoát nghèo. Qua một cái niên vụ mà tổ chức sản xuất của hợp tác xã, thì chúng tôi đã tổ chức bước đầu được hơn 10 tấn gạo để mà tiêu thụ cho thị trường. Qua đánh giá thì rất là được nhiều đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp, rồi các cái bà con nhân dân rất là hưởng ứng. Đây là một sản phẩm sạch, gạo chất lượng, do đó là được đánh giá cao. Mặc dù có sự quan tâm phát triển của các cấp chính quyền và nông dân, nhưng mô hình kinh tế 3 tầng khóm cao dừa và mô hình kinh tế 3 sen vẫn chưa được khai thác phát triển đúng mức. Sản phẩm lúa bệ khóm tôm đã có nhãn hiệu nhưng vẫn trăn trở tìm đầu ra. Để giải quyết bài toán cho tất cả sản phẩm của mô hình, dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất phát triển mô hình trồng khóm, xen canh, cao dừa, lúa bệ đạt chuẩn hữu cơ, gắn với phát triển sản phẩm OCOP và du lịch sinh thái tại huyện Gò Quao và Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, tiến hành đánh giá hiện trạng sản xuất và xây dựng mô hình tổng hợp trồng khóm, xen canh, cao, dừa, lúa bệ, nâng tầm sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ, OCOP và tạo dựng liên kết sản xuất, tiêu thụ, gắn với du lịch sinh thái cộng đồng tại hai huyện Gò Quao và Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Tại hội thảo, các đại biểu được nghe báo cáo nội dung luận giải, các phương pháp thực hiện đề tài. Nhóm nghiên cứu nêu bật được tính mới lạ, độc đáo, sáng tạo của đề tài, đó là hoàn thiện quy trình sản xuất hữu cơ cho từng cây và từng vùng sinh thái, làm cơ sở phổ biến cho kiểu sản xuất mới này, nhằm cung cấp cho người tiêu dùng và thị trường xuất khẩu sản phẩm hữu cơ được chứng nhận. Khi đạt các tiêu chuẩn hữu cơ sẽ tạo ra vùng nguyên liệu sản phẩm giá cao mà nông dân thu lợi nhuận nhiều, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, tạo thêm các sản phẩm du lịch sinh thái hữu cơ cộng đồng độc đáo và góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng và phát triển nông thôn mới. Tuy nhiên, phần tổng quan chưa đi sâu vào vấn đề công việc, nội dung nghiên cứu chưa rõ ràng, chỉ mang tính chất liệt kê. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và định mức kỹ thuật còn chung chung. Kế hoạch thực hiện đề tài chưa đạt yêu cầu. Hình thức trình bày, câu từ, chính tả còn nhiều sai sót. Nhìn chung, đề tài chưa đáp ứng yêu cầu đặt hàng. Do đó, hội đồng thành viên nhất trí không thông qua đề tài.